Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lượng Cà Phê. Thì hôm nay trong clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cài đặt cái lượng nước tự động cho chiếc máy pha Lamvita Go. Thì để chúng ta cài đặt thì chúng ta sẽ sử dụng cái tay cầm pha chế ha. Thì ở đây tôi sẽ cài đặt cho cái nút 2 shot, thì tôi sẽ sử dụng cái tay cầm 2 shot này ha. Ok, thì trước tiên là chúng ta sẽ lấy đó là 18g cà phê. Thì mọi người có thể tới gần hơn để chúng ta có thể coi rõ ha. Đây, nếu mà chúng ta sử dụng chiếc máy xay Lamvita MX này ha, thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần nó ra đủ cái lượng cà phê cho cái tay cầm 2 shot của chúng ta luôn ha. Đấy. Sau khi chúng ta lấy đủ lượng cà phê ra, bắt đầu chúng ta sẽ cho nó gọn lại, bắt đầu chúng ta sẽ nén ha. Nén thì thao tác nén là chúng ta sẽ dùng cái cục temper nén này ha, để chúng ta nén nó lại thôi. Rồi xoay nhẹ và chúng ta nhấn một lần nữa. Đó. Mọi người lưu ý là chúng ta không sử dụng cái cục temper nén này để chúng ta gõ vào thành của cái tay cầm ha. Ok. Rồi. Và để chúng ta lắp vào chiếc máy pha thì ở đây nó có hai cái ngàm ấy, thì chúng ta sẽ lắp đúng cái ngàm của nó được. Và chúng ta nhớ, chúng ta kéo cái tay cầm nó vuông góc với cái máy. Đó. Và để cài đặt cái nút 2 shot cái lượng nước của chúng ta, và đây là cụ thể là cái nút 2 shot này ha, thì chúng ta sẽ nhấn và giữ cái nút này đó, đến khi nào mà nó sẽ hiện cái số 7 hết này đó, mọi người thấy không, và chúng ta bỏ ra đó. Bỏ ra bắt đầu nó đợi đến khi cà phê nó chảy đó. Và chúng ta khi mà ra đủ cái lượng cà phê chúng ta mong muốn ấy, thì chúng ta sẽ nhấn cái nút giữa này để nó nhớ lại ha. Đó. Ok. Đó. Vậy là xong. Mọi người thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn đúng không? Thì chúng ta để chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ bỏ cái này đi và chúng ta sẽ pha lại một ly mới để chúng ta kiểm tra ha. Và cái nút một shot chúng ta cũng làm tương tự, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng là tay cầm một shot ha, để chúng ta pha ha. Rồi, ok, mọi người thấy không? Lớp prema cực kỳ dày luôn. Đó. Mọi người thấy không? À, một ly espresso cực kỳ chất lượng đến từ chiếc máy pha Lamvita Go. Đó. Cực kỳ phù hợp. Nên đó là lý do tại sao mà cái dòng máy pha này hiện nay đang cực kỳ ưa chuộng với cái mô hình kinh doanh cà phê takeaway, cũng như cho cái mô hình quán cà phê nhỏ và vừa. Ok, nếu như hiện nay bạn đang quan tâm đến mô hình này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline, chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn. Ok, nếu các bạn thấy hay thì vui lòng cho một like, share và một đăng ký kênh để ủng hộ Lưu Cà Phê và theo dõi chúng tôi trong những chương trình lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.